Hello con, dạ đó, chào bố. Khổ quá à. Rồi mà tao thấy cái diễn đàn bày rồi với lại diễn đàn của thằng Hoàng Giang hồi trước là đủ giống như tấu hài vui vui không nói như vậy để mày hiểu là cái bản chất Đúng cái rồi. con người đó, nếu mà chúng ta không có đi rạch ròi thì chúng ta mình tưởng lầm mà đó là giống như tắc kè thì mày nói ra vậy, nhưng thực chất ở đâu đó trong nó ầm ĩ và nó chưa có dịch bùng phát thôi, nó cũng lòi ra, nó không khác gì thằng ở quê. Tao thì cái mày tao cũng là bác sĩ nè, bác sĩ đủ chuyên khoa đủ bác trị bệnh cho thằng Kiên Giang với thằng A Quy này rất là nhiều lần mà để nó điên nặng quá ra chưa cho phải cho nó uống thuốc mà cho cái này phải cho nó uống, đâu có ai giỏi bằng ở nước Mỹ là đủ mấy tổng thống Donald Trump là bác sĩ nặng đó, bác sĩ đồ hạng nặng ký đó đủ mấy. Ổng còn nói đủ mấy gì chích thuốc tây vô khi để trị bệnh Covid kìa đủ má đủ quá tổng thống nước Mỹ đó nha, rượu quá chứ không phải thường, rượu quá vui. Nói chung là ở xã hội nào cũng vậy, tôi cũng có một số thành phần đủ má nó người không ra người, ngộm không ra ngộm. Ở Mỹ này cũng vậy nữa, cái ông mà Fauci là cái ông đó Fauci. là ông đó là coi như tổng giám đốc là bệnh dịch về truyền nhiễm của cả nước, nhưng mà rượu quá tụi nó đâu có nghe lời ông đâu, rượu quá nó còn nói rượu quá chích thuốc tẩy rồi vô đồ quá, nói chung là đồ quá tào lao đồ quá, nói chung là thuộc về mình thì đối chi đối nói gì người Việt Nam mình, nhưng mà đa số người Việt Nam không phải họ không hiểu biết nhưng mà họ lại kích động và họ có cái tính cách giống như kiểu là chống lại cái xã hội, chứ không phải là họ không biết, bảo đảm mày như mấy thằng khùng này như mấy cái thằng mình lên phản đối đồ mà kêu nó chích thuốc tẩy vô nó dám chích không, ông có nội nó cũng không dám chích đồ quá đúng không, chích mắc gì mà nó chích nó khôn lắm đồ, nó chích nó cái miệng thôi vậy đó, không bao giờ nó làm cái gì đâu, thì nói chung là thì càng ngày mình thấy đó Cảm mình thấy nó buồn ơn cười rất chứ không phải là vì càng ngày thấy nó lộ ra cái bản chất của nó từ đủ mới giống như kiểu như cái thằng gì nó gọi là linh linh súng hả đồ linh gì linh nhiều. tao không biết nữa, nhưng có điều tao có gì tao đâu biết ở đâu, nhưng mà thấy nó nói tự nhiên thấy cái buồn cười, có nghĩa là anh chàng này là thuộc về cái dạng giống như kiểu như là không biết nói sao cho có đụng cái từ ngáo thì cũng không phải ngáo, ngáo nặng cũng không đúng, đụng làm gì ở trên trời rơi Lết xuống lết không lỡ cũng không đúng nữa đụng, mà tại lỡ gì đụng thay lỡ của anh thì anh phải đòi hỏi, mà đòi hỏi phải cho nó chín chắn, trong cái thang 97 triệu người dân còn chỉ lọt tọt có mình anh ngồi đủ ngồi giống dù má nó vô chỗ nó ngồi không tao quải luôn, ở phía sau lưng đó là mùng màn chiếu gối mà hình như nó ở đâu trong nhà tranh chắc đất rồi mẹ ơi tao còn gì đó. ở Rồi khu phòng xong rồi trọ, cái khu nhà giả nhà trọ gì đó. thì đó đủ mà ít nhất cái bản thân của mày mày trụ mày làm không nổi đủ mấy mày không có gạo để ăn đủ mấy nó là cái đéo gì thua thằng công nhân bình thường mà ngồi chờ nói chuyện giống như là hùng bá nói chuyện giống như đủ má là đủ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hoặc là cái gì đủ cái bác ớn lạnh luôn đủ má thì nó lo cho bản thân nó chưa xong đủ má. Buồn cười rồi thấy nhiều cái nó thấy tôi buồn cười nó tào lao thiệt tình, bởi vậy riết là đủ tao nhiều khi tao cũng chẳng thèm muốn nói chuyện với tôi, cái là khi anh phản bác lại tức như là anh đó anh phải có một cái tâm anh phải có cái tầm và anh phải có những cái gì đó mà anh có lý thuyết mà anh cảm thấy là anh còn chưa biết rồi má cái sao tôi nghĩa với lại cái từ bản như thế nào, anh cứ đưa ra so sánh này kia so sánh một cách giống kiểu như là ngậm nghịu rồi khập khểnh rồi đủ má tào lao, cũng giống như bên đây tao mới nghe tin cái thằng Nguyễn Văn Đài nó nói thấy không đất nước người ta đủ má chút người phải cho tiền nữa đủ các cái làm thế giới nền đùa, đùa cười lắm mà mang tiếng là luật sư cái đồ má nó đâu có biết rằng đủ má bên nước Mỹ là đã hết cách rồi đủ má nó sợ người ta lây nhiễm mà mấy thằng đủ má là theo cuồng trung tao nói đi đảng cộng hòa đó những cái thằng mà đủ bao tới bây giờ nó vẫn không tin là cái covid nó có thiệt đủ má nó xạo này thứ dân chủ đám dân chủ này kia đủ má rồi giờ bất cứ nếu mà để cái thành phần nó lây ra thì nó sẽ bị nhiễm nó chết thì không nói làm gì nhưng mà nó sẽ lây lan bởi hiện giờ cái bệnh dịch đang bùng phát đủ mà thằng Nguyễn Đài thấy chưa đất nước người ta vậy biết là ngon đủ quá nó đâu có biết là đủ quá kỳ quặc là hết cách rồi nói chung là nước Mỹ hết cách rồi cái nào là cho thuốc phiện là cho cần sa hút nè cho sổ số lưu sổ số nè nói chung là tất tần tật rồi cho đủ loại rồi nhưng mà dù hoài không ai được nó không có nghe nó không có nghe nó không chống mà nó không nghe là, mà không nghe là cái gì không nghe chứng tỏ là người dân không ví dụ chính phủ không đồng lòng nó không tin tưởng chính phủ sao nó nghe được đó là chính vì chỗ đó mà nó nói thấy chưa đúng mà đúng tao nói tao buồn cười thật là buồn cười bởi vì đó những cái thành phần nó thành phần gì Việt Nam mà chống đủ má chống phái Việt Nam mà toàn là những thành phần đồ dốt đặt cán mai đủ má không biết một cái gì cả ngu si dốt nát rồi không biết lịch sử không biết dân tộc không biết nói chung là tình
Ôi trời ơi, đụ má nói với cái bọn này thì trời đụ má nói với được con dịch chứ hơn nước rửa đồ dịch mệt lắm. Tôi đốc tôi chấp nhận anh đối lập mà phải chín chắn, anh phải đưa ra cái biển chứ hở ra cũng nói ồ mấy đất nước này kia đất nước này kia rồi xong rồi à, thậm chí là hạ bệ thần tượng, nói chung là vậy. Cái rượu cái hết chuyện nói cái lôi ông hồ ra nói chuyện, ông này là ông ngồi ông người tàu rượu quá, tôi nói gì Africa cũng được đéo cần tàu, miễn sao nhân dân tao thờ là tao thờ theo, ví dụ vậy. Cái rượu mệt chứ cái bây giờ đủ mà rồi ngày sinh tháng đẻ rồi giấu gì ơi quy đủ, tại sao ông bị bắt bên Hồng Kông này cái lý do này cái đồ ta không cần biết, cái chuyện nó cũ xì rồi, cái chuyện nó cũ xì rồi những trăm năm rồi đủ, má ta không cần quan tâm, tao quan tâm bây giờ thôi, cái mẹ người ta rồi quá mệt. Lý luận thì giống như con cóc đủ má mệt. Rất là kỳ cục, nhiều người thì tính khí rất kỳ cục. Đúng rồi, mà nó ngộ lắm, con người không có biết, không biết gọi gì, không biết thức thời thì có nghĩa là nói gì nói, cái cuối cùng đó đuối lý thì đất nói là đó là tôn thờ cái cờ vàng ba sọc và nó cho đó là cái điều chính nghĩa gì đó, đại khái là vậy, nói chung là vậy. Nhưng nó đâu có biết rằng cái đó là đủ, mà nó chết mẹ nó hết 50 năm rồi, mà nó đâu còn trên thế gian này nữa đâu, mà nó tôn thờ những cái chuyện không có, không ai tin những chuyện không có cả. Mà nó thì tin, bởi tụi nó thiệt nó thuộc dạng cáo nặng nào khổ lắm. Nó làm chỉ dẫn qua vì sát động ta rồi moi tiền, moi bạc, rồi nói chung là đủ làm đủ trò để kiếm tiền thôi. Ngoài ra không có gì cả. Không ai, tao nói thiệt mày không ai. Từ trường hợp khi nào mày làm công nhân, mày biết là ngày mày đi làm là mày hưởng lương được ngày đó, mày không làm là mày nghĩ là mày mất lương ngày đó, chắc chắn trăm. Tao là người duy vật, nó thẳng, tao có tôn thờ chó ai chứ, nó thẳng. Còn tụi này nó tôn thờ buồn cười, nó vẽ ra một cái hình tượng không bao giờ có trên cõi đời, mà nó vẫn đi tôn thờ đến chi, để nó chiêu dụ người ta đi kiếm tiền. Mệt lắm. Mấy cái loại này là bố cầm biết loại gì không? Gọi là cái cơ hội chính trị á. Tức đó, là có lợi ích bên một... nào á thì nghiêm rồi bên đó. Những thành phần này nó không tôn thờ ai hết á. Ở bên này chung thờ lợi ích cá nhân thôi. Ở bên này là. Còn hạ lưng ra lã đâm mà. Đúng. Tất cả cái gì nó cũng là hoạt động chính trị cả. Kể cả y tế, từ thuốc men, tiêm chủng rồi. Nói chung là cái gì nó cũng là chính trị cả. Thủ đoạn của chính trị. Mày phải hiểu gì đó, nói với chúng ta, trời ơi, ở bên Mỹ này thì thôi khỏi nói rồi, Mỹ rồi. Không, tôi đồng ý Kevin là, cũng là người Việt Nam, tụi tôi cũng là người Việt Nam, nhưng mà đâu đó có nhiều dạng người lắm Kevin, biết không? Người Việt Nam mà nó mang cái dòng máu gì á, nó kỳ lắm, hiểu không? Chứ nó không có thuần của dòng máu người Việt, đó, tôi đồng ý Kevin cái chuyện đó. Một cái lấy lẽ đơn thuần nhất ai cũng hiểu rằng, anh là người Việt, tôi là người Việt. Thì ít nhất ra nó khác biệt ở cái chỗ là tôi với anh cùng chung một màu da, cùng nói tiếng Việt, cũng có mảnh đất quê hương, thí dụ vậy. Nhưng mà ở đâu đó có những người họ cũng là người Việt, cũng máu đỏ da vàng, cũng nói tiếng Việt, nhưng mà họ khác người, họ khác thường. Tôi ở đây không có chính trị chính em, chắc là ở đây không có chính em, chỉ có những con người kỳ cục kia. Thành ra vì đó mình cũng không có, bởi vì ta mới nói có bệnh viện tâm thần đó, đủ không có làm sao có bệnh viện tâm thần được, đủ khổ vậy. Nghĩa là cái lối suy nghĩ của họ nó khác thường, phải không? Bởi vậy người ta mới có bệnh viện tâm thần đủ, chứ bình thường đâu có làm sao có được. Giống như kiểu là thằng đầu nói ở nước Mỹ đồ của tao là rất là tốt đẹp, cái gì cũng an sinh xã hội các cái đầy đủ, chứ không bao giờ có kỳ thị. Thế tao hỏi nó một câu, nếu không có kỳ thị là vì có luật kỳ thị, cái đồ mà kỳ vậy, có nghĩa là mày đã có kỳ thị, có kỳ thị cho nên mới có luật kỳ thị, luật chống kỳ thị. Không có chuyện gì mà không có, mà thì có luật cả, nó thẳng là vậy. Đâu cái gì đâu bức xúc Kevin, tức là bây giờ mình phân loại ra thì mình dễ chơi thôi, chứ đâu giờ đâu bức xúc, hiểu không? Tức là mình phân loại ra được là loại gì mình biết được, mình xử lý ngay từ đầu cho nó thoải mái, mình khỏi phải gọi là rào trước đón sau một chi nữa. Đây nè, tôi nói cho bạn nghe, nó có những con người như kỳ cục. Đây là ai cũng biết là ngay từ giờ điểm này ở trong thành phố như bên tất cả mọi báo đài đều loan tin ai ở nhà đấy, những người nào mà về quê không có nhà nước cấp phương tiện, còn không ai tự túc thì tự động về người ta sẽ cấp lương thực và tự sẽ cấp xăng cộ đó, ai biết. Nhưng mà ở bên này nó có những con người về Sài Gòn toan rồi tất cả đều tháo chạy, cái đồ mẹ nó dùng một cái từ mà thấy rõ ràng không, ai cũng biết cái gì đó, nhưng mà nó dùng cái từ tháo chạy, tức như là đó giống kiểu gì bắn đùng đùng cái gác đùng mình để mình tháo chạy đồ bắn như vậy đó. Tao là tao lên án những cái điều đó, chứ tao đâu có lên án ai đâu Kevin, khổ. Khi cái từ vẫn xuyên tạc, cái từ không là vẫn xuyên tạc. Ai cũng hiểu, bây giờ thí dụ như mày ở Quy Nhơn, mà ở Đắk Lắk rồi mày muốn về đó, có một nhóm người 7 năm, 70 người, 100 người thì người ta hỗ trợ. Người ta hỗ trợ bằng cách thiết thực là xăng cộ, cơm nước rồi ok đi về.
chút may mắn, ok. Nó dùng cái từ đủ má gì còn tháo chạy đủ má. Dùng cái kỳ mà tháo nó ra, chỉ có từ không, một cái từ thôi là mày biết là cái con người như thế nào rồi. Đầu óc nó đủ, nó làm như mực tàu, nó đang thui thừa lùi đủ má. Bây giờ dùng mấy cái từ, mày hỏi mày người mà viết cái câu ra, thì mày nghĩ con người đó mình nên đặt cái từ gì cho nó đúng. Bởi tao mới nói rồi, đủ thay máu thôi, đủ má thay. Nhưng mà giờ thay máu người chắc nó không chấp nhận rồi, chỉ thay máu Hà Mã với lại rồi biết bu thôi, đủ má, cỡ đó. Kỳ cục không? Nó có những cái từ rất buồn cười đúng vậy đó. Nếu còn nói chuyện con người Việt Nam, tao gặp mày tao mới nói chuyện một tiếng Việt Nam, bờ mày uống cà phê, hoặc là tao mày hút điếu thuốc, hoặc là tao mày ngồi uống cà phê, ủa sướng biết mấy, tâm sự rồi tất cả cái không chính trị chính nam gì đây cả. Chỉ nói ô anh đó này anh khỏe không, anh làm ăn sao để kia, ồ công việc cũng ổn định, đời khác sống được cũng là vui rồi đủ, không cần chính trị chính nam gì cả. Nhưng mà chỉ có con người nó gì đó, nó dồn dồn mình thấy đủ mà đủ có cái vô ông ta, đủ có vô cha coi cha là sao cha đủ vậy đó. Con người nó kỳ cục vậy đó, mệt lắm, thiếu cha vậy đất Mỹ này đủ, mà nó quái đản không biết gì cả, mà như giống như cái thằng là Trú Quy á, không biết gì một cái gì ở Việt Nam cả, mà phùng mang trợn mắt đập bàn đập ghế đồ má làm đủ ghê đúng. Hỏi những cái chuyện rồi còn một người ghê nữa đủ, tại làm sao mà không công bố những cái chi tiêu quốc phòng đồ má, đồ má nó là gì, nó là ai đồ má, trời ơi đồ má nó nói nhiều cái câu tôi buồn cười, nó không công bố tại sao vắc xin thiếu hụt cái đồ, mày là cha ta đồ má, trời ơi đủ nó nói gì cái câu tôi buồn cười đúng kìa, nó giống như Nguyên Súng á đồ má khổ. Hỏi tại làm sao nhập 2 triệu về chích 1 triệu còn 1 triệu nằm đâu đủ quá, ta nghe ta cười quá, ta nói đủ quá, này nó bộ nó khùng quá sao ta, nó làm như nó không có đội ta, dồn ra sau lưng nó chờ một đống người vẽ đủ bùng thì đủ má còn dán lên chưa cỡ ra hết, ở trần trùng trục mắt thì lé đủ má, trời ơi, ta nói là rồi đủ, mấy dồn nó là không muốn, dồn mới nói là không muốn nói chuyện mà, đừng nói chuyện, trời ơi nó làm với nó là thánh nha, đủ má, trời, tôi nói thiệt về cái mạng này. À, quên rồi, sẵn bố nhắc tới cái vụ số lượng vaccine đã tiêm đó, thì con xin ít phút để con đọc mấy cái thông báo cho mọi người nắm thêm luôn. Rồi tao khắc bạn chút xíu, đây là tất cả những cái số liệu chính thức của cổng thông tin chính phủ, nó đến xem đảo. Đủ mà là nghe lời mấy cái thằng đó không, mấy cái thằng áo đá nghe lời mấy cái đó không? Trong khi đó số lượng bao nhiêu thì nó không cần đọc, nó không cần biết. Đủ rồi. Không thì sẵn đây con đọc luôn để cho người nghe người ta nắm được thông tin. Rồi, có nhiều người ta không theo dõi á. Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày 25 tháng 7, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 4.535.741 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 4.163.388 liều, tiêm mũi 2 là 372.353 liều. Đó là số liệu thống kê đó. Tổng số là hơn 4 triệu rưỡi rồi. Không, 4.5 triệu liều rồi nha. Rồi còn cái thứ hai nữa là đủ rồi, vaccine ở thế giới này rất là nhiều nước sản xuất, là Đức nè, Mỹ nè, Pháp nè, Anh nè, Trung Quốc nè, các cái là Nga nè, Liên Xô là đủ thứ. Tao nói một cách đơn giản dễ dàng nhất thôi, họ lấy vaccine của họ, họ chế tạo vaccine, họ cung cấp cho người dân của họ, thì không có cái lý do gì gọi là họ giết dân họ cả. Tao nói họ, tao chưa nói Việt Nam. Thì cái người Việt Nam mình cảm thấy cái chỗ nào mà vaccine vừa túi tiền vừa hiệu quả vừa đạt được tiêu chuẩn thì họ mua thôi. Không, bây giờ nó đã đủ phải các vaccine Mỹ thôi, đủ bán khác, đủ bán mà chắc gì vaccine Mỹ đã tốt hơn của Liên Xô, chắc gì đã tốt hơn của cái thằng Trung Quốc, không đủ nó bắt buộc nó bắt ta phải theo đó, mà nó là cái gì, trời ơi, đủ mất ta nghĩ buồn cười, đủ cái buồn cười đó kìa, không quyền hành được phó thường, nó còn tệ hơn phó thường dân Nam Bộ tao nữa. Tao là phó thường dân Nam Bộ, kim bác sĩ y tế đã đầu năm đủ bác chuyên môn trị là bệnh cho những thằng bảo tưởng vậy đó, đủ mình chưa nói gì còn nói còn thấp hơn tao đủ, dốt đặt cán mai không biết gì cả mà đòi toàn là làm bộ trưởng bộ quốc phòng không biết lấy ghê đủ tên rồi tao cười đó. Ôi trời ơi là trời đủ má, nhiều khi mà bây giờ nó nổ ra thì mình mới thấy là những cái đầu của tụi nó toàn là một cái lũ đủ má ngu si nhốt má đủ má mệt không có bàn cãi của nó nữa, bởi nói nhiều khi nói tụi nó tao tức cười quá cái bị đó, tao mới lên tao nói chuyện tụi bay nghe thấy có những cái câu đó ư là buồn cười vì vậy mà tụi cũng có những cái đứa vô quan hô, ô anh nói đúng quá, ô anh nói phải quá, ư được nè, thì tao nói mày một lần nữa đủ cái đá nào mà vô tung hô tụi nó thì mà cũng giống y chang như nó, đầu óc thì tụi thiển cận cũng có gì hết. Mà ở đâu có ai mà yêu ở nước Mỹ này, tổng thống Mỹ là cường quốc số 1 trên thế giới, nhưng mà có ông tổng thống nói đủ mấy lấy thuốc tẩy chích vô là đủ để trị bệnh COVID rồi mà đụng má thì mày nghe không đi đủ quá, tao không nghe đủ quá quái đản đủ khoái chiêu đủ buồn cười đủ.
tiếu lâm thì hết ý, nhiều khi xảy ra những cái chuyện gì mình mới thấy mình buồn cười, biết không? Cái bại sội mình thấy nó buồn cười, và những cái thằng mà giống kiểu như ngồi gõ bàn phím cứ tự cho đây là không thánh đó, ta là thánh đồ quá, cho nên việc đó đồ má cái gì cũng nói, cái gì cũng biết đồ má, mà tưởng sao trời ơi đồ má ngồi cái nhà ít nhất anh phải dựa lưng cho anh phải thành đạt. Người ta thường thường người ta nói mà đồ má tề gia trị quốc nó bình thiên hạ, đồ má cái chỗ anh ngồi anh đéo ngồi đồ má có nhiều đứa bị giờ đuổi đồ má, mà cũng lên nó gì thánh vậy đồ. Khổ đủ, trăm bề đủ, má chán gì đâu. Ok, bố mày đi sớm vậy? Dạ, là mà sớm gì bố? 1:30 thôi. Con không đi làm, ở nhà cái chim ăn cháo thôi, đủ má cơm cháo thôi, đâu có làm gì đâu. Phải chỉ bữa đó, tôi ngủ sáng tôi đi làm, bộ bây giờ đâu có, đủ má, mày thức suốt đêm cũng được mà, đâu có sao, đủ má. Hay quá, không sao. Mới vậy, bây giờ tôi nói cho bạn nghe nè, mình chỉ lấy cái làm những cái chuyện cười vui hoặc tiếu táo chơi, cho bây giờ mình đâu có làm gì được đâu, tất cả mọi cái đều do Bộ Y tế và nhà nước họ phân phối họ làm, chứ còn mình không bình chỉ là dùng cái tiếng nói của mình để mình cổ động những người bà con, những người nào để tuân thủ những cái quyết định của Bộ Y tế để cho người mình khỏi mất công lây nhiễm, rồi giữa người đó khỏi chết oan, cái chết mà không có sự hiểu biết nữa, thấy không? Thì đâu đó thì cũng đã lên án mấy người rồi, lên án thôi đã vậy. Ê, quên nữa, cái vụ ba cái vụ thành mấy thằng nghệ sĩ nữa, mà vui lắm đủ má, giờ thành ra tụi nó thành bị kỳ rồi đủ, chắc bị ai chập máy cho cái đám nghệ sĩ đó, cho nên bây giờ tụi nó tung té chào bạn thu. Bây giờ nó có những cái thằng giống như thằng Quang Dũng, thằng gì Dũng Dũng gì đó không biết, đạo diễn chó vậy đồ má, Nguyễn Quang Dũng phát ngôn những cái câu nói mà thấy nó buồn cười, giống y chang gì ấu trĩ hết biết luôn rồi. Anh nản gì đâu, cái xã hội Việt Nam này bây giờ rõ ràng lòi ra cái bộ mặt là đủ, nếu có thằng nào trí thức à, toàn là cái dân đủ ba bứa, từ nghệ sĩ, hài sĩ, kịch sĩ, đéo gì vậy. Ở đây mình không nói đó, mình không nói chung, nhưng mà trong mà thấy chỉ có một vài người mình coi còn được, ngoài ra là toàn là hổ lố, toàn lợi dụng tên tuổi làm đủ trò đủ mà bạch. Tao đủ cho tao làm bộ trưởng gì đó, bộ trưởng công an đủ chừng tuần thôi, đủ bác tao dẹp sạch hết đủ. Tao nói mày rồi mà, đủ bác tao kiểu bước chân phải mà đưa chân trái là cắt đủ mệt đủ. Phải làm mạnh tay, phải làm vậy đủ, nó có tính cách không có răng đen biết là đủ, phải sợ đủ. Mà bên này tao nói mày rồi, tao nói ngàn lần rồi, nói vậy đủ, mấy Việt Nam mình còn đủ má, còn cà chớn cà cháo qua bên Mỹ này. Quên nữa, có cái chuyện này rất là vui buồn cười, mà biết cái thằng Khoa Bớt gì đó. Có. Nó đi qua Mỹ, xong có nó lái đêm, nó lái xe xuyên đêm, nó đi ăn tiệc, ăn sinh nhật cái chó vậy, về nó bị cảnh sát phạt. Mẹ nghe cái vụ chưa? Thì chưa. Đồ má mà vui lắm kìa, để chứng tỏ rằng đó là sự thật. Một thằng cảnh sát nó hành hạ cái thằng lái xe như thế nào để tôi biết, dám cãi không? Đụng cái thằng Khoa Bớt đó, em sợ lắm, mà nó kêu em làm gì em để hai tay lên đó thôi, nhưng ngoài ra một thằng đứng ngoài này đồ quá, để chứng tỏ mà coi đó một người Việt Nam. Review lại luôn, đúng rồi. Nó review lại để chứng tỏ là người cảnh sát của Mỹ đối với người dân của Mỹ như thế nào. Má một thằng đứng bên kia móc súng ra để sẵn, còn một thằng bên này đồ mới đứng phía sau, không có đứng đồ mới làm vui lắm kìa. Rồi nó hành hạ này 2 tiếng đồng hồ, nó hỏi để bước là đủ trò trên rồi, xong nó bắt để bước đi, bước tới bước lui bước xuôi bước ngược, rồi đưa mắt dòm tới dùm để coi chứng tỏ là có sai xỉn không á. Thằng này nó không có sai xỉn, nhưng mà đồ mà bị phạt hết $1,000 đồ. Đủ phải ra tòa nữa, đủ phải đó để chứng tỏ, đừng bị chắc là phải bớt lưng đó để cho người dân trong người biết đó là chỉ là hành chánh, mà nó chẳng là kiểm tra hành chánh thôi, chứ chưa phải thằng này nó chạy quá tốc độ, chứ không phải thì bị bắt về ma túy, không phải bắt về phạm luật chưa nha. Còn có vụ kia còn chết mẹ nữa đó, đó là một người du học sinh ở Việt Nam, mà thằng Khoa Bớt là thằng đó cũng nổi tiếng về tư YouTuber Việt Nam đó, thì cái lời nói của nó chắc chắn là đủ ba phê, bởi vì nó là người thiệt Việt thiệt mà, có giấy báo rồi phải có cái giấy phạt nó đưa lên luôn đó, cho hiểu rằng ở Mỹ là như vậy đó. Đâu chắc phải đưa lên đó quan tâm đi kiếm tâm quên mẹ mới coi sơ sơ thôi đó. Bởi Việt Nam mình nói thẳng mày hiền quá, cho nên vì pháp luật mình hiền quá, phải hiền quá. Ồ má gặp Việt Mỹ thì chết rồi, tiêu rồi, không có lãng quạng. Ok, thì tao nói chuyện dài dắt, bởi tao thấy tức cười quá, cho nên tao nói tao giúp vui thầy một cái. Ok. Rồi, thôi, ok. Yeah.